Em chăm mời toàn thể cả nhà mình vào đón xem clip này, vào cảm nhận về độ đẹp cũng như là độ chất của con xe này các bác nhá. Các bác nhìn xem, với phần cặp đèn pha của nó còn rất là mới, còn rất là trong, các bác nhìn này. Đấy, này nhìn đẹp chưa? Một cặp đèn các bác nhá, một cặp đèn luôn. Đây là mẫu xe 5 chỗ ngồi với thiết kế cần số là tự động, và động cơ của chiếc xe là máy 2.4 và được nhập khẩu nguyên chiếc, gầm cao 5 chỗ các bác nhá. Đấy, và chiếc xe được thiết kế có cửa sổ trời rất là to. Vâng, rất là to luôn. Chiếc xe với độ zin còn tương đối là cao đấy ạ. Về những vấn đề như là máy và số cũng như là về keo chỉ của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Và đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Mẫu này ngày xưa lúc mới của nó là tiền tỷ đấy ạ. Và bây giờ chiếc xe này đấy ạ, giá chỉ còn là trên 200 triệu đồng thôi các bác nhá, là các bác đã có thể mình sở hữu nó. Đấy, các bác đang quan tâm, các bác đang có tầm tiền, các bác muốn mua một chiếc xe gầm cao số tự động, các bác đón xem clip này của bên em. Đấy, bác nào quan tâm đến nó thì gọi điện alo cho bên em để bên em chốt giá ok nhất cho mình mua các bác nhá. Đây, vô lăng đây các bác nhìn xem, vô lăng rất đẹp luôn, có túi khiên toàn được nằm ở giữa vô lăng 4 chấu các bác nhá. Đấy, và đây là cần số tự động của cái chiếc xe này. Đấy, hệ thống điều hòa đây, hệ thống màn hình cam lùi đây, và có cả cam hành trình được nằm trên đây nữa rồi này. Đăng kiểm thì vừa mới hết xong, bên em sẽ cho đăng kiểm luôn các bác nhá. Khi các bác mua là đăng kiểm mới. Và đây các bác nhìn xem là có ghế điện này. Bên kia cũng có ghế điện, kể cả như ghế bên phụ cũng có ghế điện luôn các bác ạ. Và những cái phần móc chốt khóa các bác nhìn xem rất là sáng bóng đẹp đẽ. Bộ ghế da của xe nó không bị rách, không bị sứt chỗ nào cả các bác nhá. Bộ ghế da vẫn còn mới luôn. Đấy, vẫn còn mới luôn đây, ghế da loại xịn. Và túi khiên toàn được trang bị nó có một đôi, bên đây có một cái, bên kia có một cái các bác nhá. Đấy, những cái phần tắp ni cánh cửa các bác nhìn này. Đấy, xe rất sáng bóng sạch sẽ, keo chỉ vẫn còn. Đấy, và một số vị trí mép cửa của xe này cũng đã được dán gioăng. Đấy, na răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS có 4 bánh các bác nhá. Đèn sau, đèn trước của xe thì nó là như mới luôn các bác ạ, nó là như mới luôn. Biển 20 năm và tên tư nhân chính chủ, biển số rất là dễ nhớ và đẹp đúng không ạ? Gầm cao 5 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu xe Nhật mà lại được nhập khẩu nguyên chiếc nữa, cho nên là về vấn đề tôn, khung sườn, gầm bệ cực kỳ chắc, cực kỳ là bền các bác nhá. Và tôn vỏ khi gõ vào nó sẽ có tiếng kêu là như vậy. Lốp của xe thì vẫn còn dày đây. Đấy, vẫn còn dày nha các bác nhá. Mời các bác đón xem trong clip này. Bên em sẽ quay cho toàn thể các bác mình biết hơn chục phút đồng hồ để các bác cảm nhận được là chiếc xe này nó như thế nào. Các bác gần xa, các bác ở bất cứ đâu, các bác ở Bắc Trung Nam đều có thể mua xe được bên em. Bên em sẽ ship đến tận nơi và chuyển xe tới tận nhà cho toàn thể các bác, sang tên chính chủ cho các bác mình bất cứ ở tỉnh thành nào các bác nhá. Đấy, hỗ trợ ship và hỗ trợ sang tên, hỗ trợ ship xe đấy ạ, và hỗ trợ sang tên cho toàn thể các bác mình ở trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam mình các bác nhá. Bên em thì sẽ có sẵn gần 200 mẫu xe các loại cho mình lựa chọn tham khảo, với cái tầm tiền trên dưới 100, 200, 300 lên đến cả là tiền tỷ các bác nhá, rất nhiều xe luôn. Đây, bây giờ thì em sẽ bắt đầu quay chi tiết cho toàn thể các bác xem về nội thất của con xe Nissan X-Trail này 2006, đăng ký là đầu năm 2008 các bác nhá. Vâng, bây giờ thì em sẽ bắt đầu em quay, các bác nhìn xem đây nhá. Đây là phần mép cánh cửa của chiếc xe. Đối với những phần mép cánh cửa của xe thì đã được dán gioăng rồi. Đấy, những cái phần tắp đi cánh cửa vị trí này bằng chất liệu da, đây bằng nhựa, và đây là những vị trí tì tay nắm bám của cái chiếc xe các bác nhá. Đấy, đấy, kính một chạm auto luôn, kính này là kính một chạm auto các bác này. Dạ vâng, đồ nhựa đẹp, vách cửa khung gầm đẹp, không mục, không dỉ, không móc méo. Và tất nhiên về những vấn đề tai nạn, đâm đụng, tai nạn giao thông là không có ở trên mẫu xe này. Và tất cả những mẫu xe khác của bên em cũng vậy, đều được kiểm tra tuyển chọn những mẫu xe không có lỗi, mang về đăng lên quay cho các bác xem các bác nhá. Trước khi xuống tiền là bên em đã phải kiểm tra rồi các bác ạ. Các bác cũng thế thôi đúng không ạ? Vâng, đây nhá, các bác nhìn xem cho em. Xe nó đẹp, nó cũng sẽ thể hiện ở một số vị trí. Đấy, đây là một trong những cái vị trí nó thể hiện được là chiếc xe chạy nhiều, chạy ít và đẹp hay không các bác nhá. Đấy, và đây các bác nhìn xem, trang bị có ghế điện này. Đấy, gương điện được nằm ở đây này các bác này, gương điện đây nhá. Chỗ này có một cái vị trí để cho mình đựng nước và đựng đồ, hệ thống lái, hệ thống phanh, tất cả chức năng của chiếc xe đang còn là ok luôn. Đấy, ghế đây các bác nhá. Đấy, có gối đầu đàng hoàng đây thôi. Trần lý được bọc ni lông, cửa sổ trời khá là to luôn. Cửa sổ trời rất là to các bác nhá. Và dòng xe X-Trail này
thiết kế cái phần táp lô đồng hồ của nó được nằm ở giữa, nhìn rất là khác biệt so với một số những mẫu xe khác đúng không ạ, rất là khác biệt luôn này. Và chỗ này đấy ạ, thì có thấy là có một cái cốp đựng đồ này, rất là nhiều đĩa được nằm ở trong đây. Đây, chiếc xe thiết kế rất là nhiều đĩa nhá, đây này, một tập đĩa luôn các bác ạ, một tập đĩa luôn này. Dạ vâng. Rồi tiếp theo thì em sẽ review cho các bác mình xem ở cái vị trí chỗ khác của cái con xe này các bác nhá. Các bác liên hệ cho bên em theo ba số hotline là 093 8586 307, hoặc 0389 000 555, hoặc 0335 838389. Ba số hotline cũng là ba số bên em đang dùng Zalo. Các bác hãy đến trực tiếp hoặc là mình hãy kết nối cho em theo ba số điện thoại đó để được tư vấn, cũng như là để được chốt giá, cũng như là được xem thêm hình ảnh hoặc là video, hoặc là bất cứ một cái gì đó đúng không ạ. Địa chỉ bên em ở tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Vâng. Đối diện 225 Trường Chinh. Vâng, bây giờ thì em mời các bác mình xem chi tiết đối với cái phần mép cánh cửa của cái chiếc xe. Đây các bác nhìn xem cho em nhá. Mép cánh cửa của xe đây. Đấy. Khung sườn của dòng xe này thì rất là chắc rồi. Xe nhập khẩu cơ mà, xe Nhật mà lại được nhập khẩu cơ mà đúng không ạ? Cho nên là các bác mình nếu mà mình tính mình muốn mua một chiếc xe ăn chắc mặc bền, một chiếc xe bền bỉ, một chiếc xe mà đi yên tâm, dụ mình không phải suy nghĩ lo lắng gì khi di chuyển trên đường, các bác mình chốt luôn cho em chiếc xe này. Tuy rằng con xe này thì có một cái nhược điểm đấy là cái form của nó thì nó cũng không phải là nó là đẹp lắm đúng không ạ, nhưng mà với cái đời 2006 em thấy là cũng là tương đối vừa phải hợp lý rồi đúng không ạ, gầm cao mà lại của Nhật cơ mà đúng không ạ. Nội thất rộng rãi các bác nhá, khoang nội thất của xe rộng rãi và khoang cốp đằng sau cũng vậy, rất là rộng rãi các bác nhá, để đồ thoải mái, chở người thoải mái. Đèn của xe rất mới này. Đấy, kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Đây là cái cần gạt mưa phía sau của xe nha các bác. Đấy, đây là camera lùi của xe các bác nhá. Bác nào có thể là giữ nguyên biển, mình có thể là mình làm sang tên đổi biển các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ lấy cái chìa khóa em mở cốp đây các bác mình nhá. Đây phải mở chốt đã. Đây phải mở chốt mới mở được cái mới mở được cốp ra các bác nhá. Vâng, đây, đây rồi. Vâng, không biết là mở cốp, có cái nút ở trên kia cơ, phải ấn nút ở trên kia mới mở được cái cốp này các bác ạ. Được rồi, tí em sẽ gập ghế lại quay cho các bác mình xem sau phần cốp đi. Vâng nha, đây các bác nhìn xem, đây là cái đuôi của xe. Với cái phần phía sau đấy ạ, vì chiếc xe, cái khu vực này nó không bo tròn giống như một số những mẫu xe khác, thế cho nên là cái phía đằng sau này nó rất là rộng nhá. Cái phía đằng sau này nó rất là rộng luôn này. Ngồi nó không bị cọ đầu lên trần các bác ạ. Rất là rộng nhá. Và tiếp tục, tiếp theo một trong những vị trí nữa, em cùng các bác mình hành trình đón xem. Đây rồi, đây các bác nhìn xem nhá. Đấy, em phóng to thu nhỏ cho các bác mình nhìn xem làm sao được thuận tiện nhất. Đấy, kính điện của xe được nằm ở đây. Đấy, đây nha các bác nhá. Đấy. Và đây nữa, các bác nhìn xem, đây là vách cửa của chiếc xe này nhá. Đấy, móc khóa đây rất là sáng luôn này, rất sáng luôn này, các bác nhìn xem này. Đấy, nó rất là sáng nha các bác nhá. Có cái phần gioăng này thì bị rách này. Nói chung là xe ô tô cũ mà đã dùng rồi thường thường là người ta cọ vào đây nhiều mà hay bị rách lắm các bạn. Chỗ này hay bị rách gioăng lắm. Nói chung là không thể tránh được đúng không ạ? Con nào mà người ta dùng gọi là bước ra bước vào cẩn thận một chút, không cọ vào thì nó không rách thôi. Nhưng mà thực ra thì thay nó cũng rất là rẻ luôn các bác nhá. Chỉ mất là 300.000 thôi, các bác có thể thay được gioăng rồi. Với cái đồ nhựa bên ngoài đây rất đẹp mắt luôn này các bác nhìn xem này. Và những cái phần lẹp chân kính của xe cũng rất là đẹp đây. Nó không bị xấu kém gì nhá. Đồ nhựa này đen xì này các bác này. Kính của xe là không xước này các bác này. Loa âm thanh đầu đài của xe nghe rất là hay nhá. Đấy. Và đây là vị trí mà em đang review cho các bác mình xem tiếp theo. Bây giờ hôm nay là trời mưa cho nên sẽ quay ở trong showroom các bác nhá. Quay trong showroom không mang ra ngoài. Nhưng mà vẫn đảm bảo độ sáng, đầy đủ độ sáng cho các bác mình xem. Các bác thấy đúng không ạ? Đây nha các bác. Đây, tay mở cửa đây. Công tắc chỉnh kính điện lên xuống đây. Tay cầm tay thì bám đây. Chỗ này bằng chất liệu da nhá. Bốn cánh đều là chất liệu da xịn nguyên theo xe. Được bọc ở phía bên ngoài. Rồi đây là loa này các bác này, đây loa đây nhá. Và đây là vách cửa tiếp theo của chiếc xe nhá. Cuối video thì thường em sẽ có một cái mức giá cho mình tham khảo. Cái dòng này thì thời gian vừa qua đấy, bên em bán rất là nhiều. Và bán giá thì loanh quanh là gần
gần 300 triệu nhá. Thì tí em sẽ có một cái mức giá tạm cho các bác mình tham khảo. Nếu các bác mình thấy cái mức giá đấy nó cũng gần phù hợp với mình rồi đấy ạ, thì các bác mình hãy gọi điện cho bên em để bên em bớt thêm cho, bên em chốt giá tốt hơn cho các bác nhá. Chỗ này dưới đây là có một cốp đồ này, đây là phần táp lô. Đấy, táp lô của xe bằng chất liệu da đây, bấm thụt xuống này các bác này, bằng chất liệu da nhá. Đấy, còn chỗ này là chỗ này chất liệu nhựa, còn đây là loa các bác này, đây loa nằm ở đây nhá. Vâng, mặt đồng hồ đây, quay lại cho các bác xem thêm này. Mua về mà các bác không cần phải sửa gì nữa, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, không cần phải sửa sang bất cứ gì nữa các bác nhá, đi luôn và dùng luôn, dùng ngay thôi ạ. Đây nữa các bác này, đây là phần khung sườn form vỏ xe, các bác nhìn xem là cái phần tôn của nó còn rất là căng đẹp, không hề bị có hiện tượng xấu kém gì cả đúng không ạ, không móc méo gồ ghề lệch lạc gì cả. Đấy, tí quay nữa cả gầm cho các bác xem nhá, với lớp sơn của xe thì còn đẹp. Bác nào muốn đẹp hơn thì mình đánh bóng nhá, đánh bóng lớp sơn thì nó sẽ bóng hơn nữa. Và đây là lốp của xe đây.